Theo khuyến cáo của WHO, trẻ sơ sinh nên được bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục bố mẹ xen kẽ cho đến khi được 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn thế nữa, hưởng ứng theo khuyến cáo của WHO. Đồng thời hiểu được thực tế là rất nhiều bà mẹ không đủ sữa cho con bú, rất nhiều sản phẩm lợi sữa hỗ trợ đã ra đời, trong đó có viên uống lợi sữa Mabio. Viên uống lợi sữa Mabio là sản phẩm của công ty cổ phần Tê Hương Mại và Đầu tư Công nghệ Tuệ Minh, được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn D Dược phẩm USAPHA, một trong những doanh nghiệp sở hữu dây chuyền đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới GMP-WHO. Viên uống lợi sữa Mabio đã được Bộ Y tế xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Số điều kiện 22862/2017/HTTPXNCB. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm viên uống lợi sữa Mabio. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như viên uống lợi sữa Mabio giá bao nhiêu, tiền lợi sữa Mabio mua. Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Viên uống lợi sữa Mabio giá bao nhiêu tiền? Viên uống lợi sữa Mabio hiện đang được bán với giá 345.000 VND trên hộp 60 viên. Khi đặt mua combo 2 hộp, giá mỗi hộp Mabio sẽ giảm còn 325.000 Việt Nam đồng. Khi đặt mua combo 4 hộp, giá mỗi hộp chỉ còn 320.000 đồng. Khi đặt mua combo 6 hộp, giá mỗi hộp chỉ còn 296.000 Việt Nam đồng. Đồng thời, bạn còn được tặng thêm một hộp Mabio nữa. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và check mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Viên uống lợi sữa Mabio mua. Bạn nên đặt mua sản phẩm Mabio trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm Mabio. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Mabio chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Mabio để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.